đi thăm hết được. Và trong đó có những cái chỗ rất là mới. Chỗ ở của đại chúng cũng mới. Chỗ ở của sư ông cũng mới. Có những cái thú vị thường nhật. Cái lúc đi cùng với đại chúng ra cái làng nhỏ ở ngay cạnh xóm thượng làng Mai đó. Nó có những điều mới lạ. Bằng cái sự ta quen quan sát của mình, cô thấy những cái năng lượng ở đó rất mới. Nó cũng rất là thân quen. Nó có cái gì cùng giống với cái năng lượng của mình, của ngày xưa. Thì các thầy đi cùng, các bảo là đó thực ra là nhà của các thiền sinh mà họ đang sinh hoạt ở trong làng Mai đó. Họ có cái nhu cầu là mua nhà ở gần đó. Ngày xưa thì toàn là người bản địa của Pháp thôi. Bây giờ thì phần lớn trong số đó hoặc là những người mua nhà ở đó, hoặc là những người thuê nhà ở đó để rồi hàng ngày sinh hoạt ở trong xóm thượng của làng Mai hay của các thông khác. Và những cái xe mà họ sử dụng cũng vậy. Sở dĩ mình thấy nó khác bởi vì nếu là một gia đình nhỏ nhỏ sẽ không dùng cái loại xe đó. Cái xe của cộng đồng nó lớn hơn rất là nhiều. Nó cũng dơ hơn rất là nhiều. Và đó là nét quen thuộc mà mình khiến cho mình nhận ra nó. Thế Phật cũng nói đùa với các thầy, những cái hàng cây mận mà mình vừa đi qua đó, cây nào cũng có dấu răng của Phật trên đó rồi. Bởi mình đã từng thân quen, đã từng thưởng thức những trái cây của cái cây đó hết rồi. Và giờ đây, dù không ăn trái nào trên cái cây đó nữa nhưng mà mình vẫn thấy rất là nhớ đến nó, biết ơn đến nó. Và rồi lên sơn cốc của sư ông, thăm lại chốn xưa và đi qua cái cánh cửa để vào phòng sinh hoạt chính của sư ông. Khi đóng cánh cửa lại, cô lại nhìn thấy một thứ rất là thân quen. Cũng có dấu tay của mình trên đó. Nó của hơn 20 năm trước. Đó chính là cái gia phả làng Mai. Được sư ông dán lên cái cánh cửa phía sau phòng sinh hoạt chính của sư ông. Nó là gia phả làng Mai, không phải từ điển làng Mai. Hồi đó Pháp Hội còn trẻ, được sư ông giao cho cùng với một số thầy khác làm cái gia phả làng Mai đi. Pháp Hội cùng với mấy thầy đó rất là hứng thú để làm việc đó. Mình là con của sông mà. Các thầy thì lo cái phần kỹ thuật máy móc, các thầy thì lo phần tra cứu tư liệu, các thầy thì làm chỉnh sửa về ngôn từ, về cái hình thức phải sử dụng. Rồi sau đó nó cũng được hoàn thành. Pháp Hội cùng với các thầy khác rất là vui mừng đem trình nó lên cho sư. Sư ông xem xong rồi sư ông bảo để đó để thầy suy nghĩ thêm. Rồi những lần lên sơn cốc sau, thấy sư ông dán những cái tờ mà trong đó có gia phả làng Mai, nó chỉ có mấy tờ đầu tiên thôi. Bây giờ thì nhiều lắm, nó nhiều đến mức không có đủ chỗ để dán nữa, cái cửa đó nhỏ quá. Các người dán thêm theo cái trình tự, tất nhiên tờ trên rồi xuống cái thế hệ mới, nó phải những cái lần xuất ra sau cùng thế hệ nhưng nó phải ở dưới nữa. Nhiều đến mức không có đủ chỗ để dán nữa, để dán theo cái hàng khác.
rồi hàng khác nữa, rồi hàng khác nữa cũng vẫn không đủ. Bây giờ thì không biết nó có bao nhiêu tờ nữa thôi. Và Sung muốn rằng nó, Sung có dặn rằng cái đó chỉ để ở trong sơn cốc thôi, không có đem ra ngoài. Nhưng vẫn có người yêu thích nó đến mức copy trộm nó rồi đem ra ngoài. Có. Rồi vài năm sau, Sung ta cho ra một cái sản phẩm mới là cuốn từ điển Làng Mai. Cuốn đó mới được chính thức xuất hành, xuất bản ở bên ngoài cho mọi người sử dụng. Nó là một sản phẩm rất là thú vị. Đến lúc đó, và sau vài năm đó, Pháp Hội mới hiểu tại sao Sương không chấp nhận cái sản phẩm của mình, của các thầy, mà Sương lại phải đi nghĩ ra một cái sản phẩm khác mới nữa. Mặc dù về mặt lý thuyết, về kỹ thuật, cái sản phẩm kia nó không có cái gì sai. Và hơn 20 năm sau khi mình quay về nhìn lại cái sản phẩm của mình, mình biết ơn là Sương đã không chấp nhận nó. Nó không có gì sai. Nó vẫn là đúng với nhận thức của nhiều người. Nó sẽ được nhiều người yêu thích, thậm chí cả Sương nữa. Nhưng mà đúng là thật tuyệt vời khi mà nó không được sử dụng công khai rộng rãi ra bên ngoài. Mà chính thức nó phải nên dùng cái cuốn từ điển Làng Mai mới đúng. Bởi vì lúc đó Pháp Hội cùng với các thầy kia đã sử dụng một cái nhận thức rất là cũ để làm ra cái sản phẩm đó. Nó không chuyên trở được cái thực tại đang xảy ra trong Làng Mai. Cái nhận thức có, nó chỉ công nhận những người nào có từng xuất gia với Sương mới là đệ tử của Sương thôi. Mới có thể có tên trong đó thôi. Nhưng mà trong thực tế đời sống hàng ngày của Sương, của đại chúng, Sương chấp nhận tất cả những người khác nếu đã từng gặp Pháp Môn Sương có thể đều là trở thành đệ tử của Sương được. Cái kiểu nhận thức cũ kia nó không chuyên trở được điều đó. Nó không cho phép chuyên trở cái điều đó. Nhưng Sương vực vĩ đại hơn nhiều. Khả năng ôm ấp và chấp nhận của Sương lớn hơn thế rất nhiều. Sử dụng một cái nhận thức cũ để chuyên trở thực tại của Sương là không đủ, là không được. Có một lần Sương phải gọi điện hỏi một nhà ngôn ngữ học là phải dùng cái ngôn ngữ nào để mô tả một cái dòng giống người mà nó mang cái đặc trưng là thể hiện được cái năng lực sống, trách nhiệm trong đời sống của nó. Bởi vì Sương tra cứu tất cả những cái ngôn ngữ của loài người hiện đại, nó không có cái từ đó. Thì bị nhà ngôn ngữ học kia đề nghị sử dụng cái từ homo consciousness, chứ không phải là homo sapiens. Homo sapiens là chỉ cái dòng giống người thông minh đã phát triển cho đến tận sau này. Thông minh ở đây cái nghĩa là thông minh so với cái những cái loài người khác đang sống cùng thời với họ. Giờ đây thì chúng ta thông minh hơn rất nhiều. Nhưng mà như vậy đó, có những nhận thức của thời hiện tại không đủ để chuyên trở thực tại. Nó phải dùng một cái nhận thức mới thì nó mới chuyên trở hết được cái giá trị của những cái gì đang xảy ra trong thực tại. Trong tri thức của Đạo Bụt có cái điều đó. Có lúc người ta thấy có cái nhu cầu là phải sử dụng cái vô tự kinh, cái kinh điển mà nó không có ngôn ngữ nào để chuyên trở được cái ý nghĩa mà họ đang thấy.
Bởi vì những ngôn ngữ của thời hiện tại không đủ. Và nếu có thể, ta cần phải sáng tạo ra cái ngôn ngữ mới để chuyên chở cái dòng năng lượng đó, cái ý nghĩa đó, cái nhận thức đó. Chúng đã có lần phải tự mình đi tìm ra cái chữ trong tiếng Anh mà nó là interbeing để chuyên chở cái nghĩa mà Sông muốn đang thực tập. Và có những cả những cái từ khác nữa. Sở thí, tại sao phải làm như vậy? Bởi vì sư ông đang tự thân mình và đang dẫn đại chúng đi trên một con đường rất mới. Nó không giống với những con đường mà được các thế hệ trước khai phá và đi tới. Mặc dù cho đến tận ngày hôm nay, họ vẫn đang đi trên con đường đó. Sư ông đã cóp nhặt được rất là nhiều tuệ giác từ những người đã đi trên những con đường đó. Nhưng sư ông có nhu cầu khai phá một con đường mới để dẫn dắt chúng ta đi tới trong tương lai. Chúng ta là những người đang tham dự vào cái con đường mới này của sư ông. Nó thật là tuyệt vời. Nó đã đưa chúng ta đi rất xa trên cái con đường đó. Nó xa tới mức giờ đây nó đến những cái đoạn mà chưa từng ai đặt dấu chân trên đó. Và vì thế chúng ta phải tự mình tìm cách đặt những cái bước chân mới trên đó. Có thể xung quanh đã không còn có một cái kinh nghiệm nào của thế hệ đi trước để chúng ta có thể áp dụng được, cho dù ta có cái mong muốn đó. Vừa rồi khi mà các thầy có cơ hội tập hợp với lại với nhau ở trong West Tour, thì có cái nhu cầu nhìn nhận mới về thực trạng của mình. Và cũng có lúc phụ nghe được các thầy bạn nói vui với nhau. Thế bây giờ mình phải gọi các CM của mình là cái gì? Là sư con, là sư cháu. Có một thực trạng là thế hệ mới đã sinh ra, nó không hề giống với những thế hệ trước. Và nếu như ta đang nhăm nhe sử dụng cái nhận thức cũ đó để nhìn về xem, có thể nó không thích hợp đâu. Nó không chuyên chở được giá trị hết những giá trị của họ đâu. Khi mà Pháp Hội nghe những cái ý kiến đó, Pháp cảm thấy sao mà nó khác lạ quá vậy? Nó khác lạ bởi vì cái cách nhìn của Pháp Hội về xem nó không có cái nhu cầu đó. Tôi cảm thấy rõ ràng là trong các xem mới đó, dù là ở thế trên cái hình thức của thế hệ mới đó, nhưng mà thọ tăng có rất nhiều phần thuộc về đích thực là đệ tử của sư. Không cần phải phân biệt họ là cái thế hệ mới. Bởi vì những gì ta đang trao truyền cho các xem, trên thực tế 99% nó vẫn đến từ sư. Cái môi trường mà các xem tạo được sống trong đó, đang lớn lên trong đó, nó cũng vẫn cứ thuộc về sư. Ngày xưa có một thầy ở truyền thống khác đến thăm làng Mai, thì ta thán rằng là ở đâu cũng có chùa to, Phật lớn, ở đâu cũng có vị những hòa thượng nổi danh, mà tại sao cứ phải chạy về làng Mai mới tu được vậy? Đấy là bởi vì cái sức hấp dẫn của sư ông nó rất là lớn. Cái tuệ giác của sư ông rất lớn và rất là hữu dụng. Những cái phương pháp sư ông tạo ra trong đó nó cũng rất là hiệu quả, rất là hữu dụng. Cái sự hấp dẫn đó nó còn cho đến tận ngày hôm nay.
ai trong chúng dám nói rằng là vì cái sức hấp dẫn của cá nhân mình mà các em đi tu đâu. Thế thì bản chất của cái sự đi tu của các em nó thuộc về thế nào? Ta phải dùng cái nhận thức mới để chuyên trở được cái thực tại đó. Trong thực tế, rất là nhiều lần khi mà chúng ta sử dụng một cái nhận thức cũ để nhìn về những vấn đề mới, nó không thích hợp lắm. Cho dù là cái nhận thức đó nó vẫn còn đúng, nó vẫn còn đang được áp dụng bởi nhiều người. Cái chuyện nhìn về như thế nào là một đệ tử, một thế hệ mới, nó đã được sử dụng trong hàng ngàn năm. Nó rất là đúng. Và rồi nó sẽ còn được tiếp tục sử dụng trong hàng ngàn năm nữa. Nhưng bất kể nó có một cái quá trình hàng ngàn năm trước đó, hàng ngàn năm sau, nhưng đang hiện tại nó không thích hợp với chúng ta. Chúng ta sẽ lại phải cùng với sâm khai phá, tạo ra những cái nhận thức mới để sử dụng cho chính mình. Dung là bậc thầy trong chuyện đó. Có năng lực tạo ra cái khả năng đó không phải chỉ cho chúng ta mà còn cho rất nhiều người và cho cả thế hệ sau nữa. Không phải bây giờ đây chúng ta mới tạo ra những thế hệ mới đâu. Chúng đã tạo cho chúng ta cái khả năng đó từ vài chục năm trước rồi. Nhiều năm trước, khi mà sư ông bắt đầu sử dụng cái tuệ giác của mình, thấy rằng cái nhu cầu phải xây dựng cho chúng cái khả năng tiếp nhận đệ tử của mình. Mới đầu bằng cái việc dễ dễ là tiếp nhận các sư em của mình. Ngày xưa các sanh sư chị được đi xuất gia đều do sư ông chọn hết. Nên sau này sư ông bắt đầu dạy cho đại chúng cái cách để chọn sư em mới. Sư ông bắt đầu cho chúng một phần cái quyền đó, cái trách nhiệm đó. Và thật là đáng tiếc, phần lớn chúng ta lại nhăm nhe đem sử dụng ngay những cái tri thức, cái nhận thức cũ ta để nhìn như thế nào là một sư em mới. Phần lớn chúng ta chọn cái cách quen thuộc của các hòa thượng, các sư bà, của những cái thế hệ đi trước để đo lường cái chất lượng thế nào là một sư em của chúng ta. Một người sẽ làm sư em của chúng ta. Ta áp dụng của tiêu chuẩn có. Đó là một cái tiêu chuẩn rất là tốt. Nó sẽ được xây dựng và kiểm chứng bởi nhiều thế hệ tiếp nhận người xuất gia. Và nó vẫn còn được áp dụng cho đến ngày hôm nay. Nó còn được áp dụng cho nhiều năm sau nữa, nhiều thế hệ nữa. Nhưng mà sư ông lại một lần nữa không chấp nhận cái việc đó. Đã phải sẽ có vài lần sư ông tỏ ra cứng rắn để không chấp nhận cho chúng ta áp dụng cái tiêu chuẩn đó vào trong định hình nó thành tiêu chí chấp nhận các sư em của mình. Bên các thầy cũng vậy, bên các sư cô cũng vậy. Đã vài lần được hưởng cái sự cứng rắn bác bỏ đó của sư ông để mà theo cái tiêu chuẩn nó thích hợp hơn. Ngày xưa các hòa thượng, các sư bà hay là các vị thầy bằng cái tuệ giác, bằng cái sự chắt lọc kinh nghiệm của nhiều thế hệ để lại, họ chỉ muốn chọn những người đi xuất gia là những người có nghị lực rất là mạnh mẽ thôi, những người có cái ý chí rất là hùng mạnh, những người có cái năng lực dễ dàng nghe lời người khác, những người siêng năng hết mực khi ở trong chùa. Quả thực, điều đó rất có lợi. Tại vì trải qua nhiều năm tháng họ thấy rõ rằng chỉ những người đó thì cái tỷ lệ tu học nó mới bền vững thôi, mới theo được cái đời sống của người xuất gia thôi.
Bởi vì thế một cái khuynh hướng tự nhiên là nếu chọn thế hệ kế sau ta cũng sẽ làm giống như vậy. Và đồng thời thực ra nó cũng có một cái loại năng lượng muốn chứng tỏ bản thân. Trong đó nó có một cái loại năng lượng muốn chứng tỏ cái giá trị cao siêu mà mình đã đạt được. Quý vị nhiều yếu kém lắm, không đạt được cái giá trị đó đâu. Nó có cả hai cái loại năng lượng đó. Nhưng mà sông đất đã có nhiều lần bác bỏ cái ý định đó. Sông chưa từng bao giờ làm khó người muốn nết đi xuất gia. Sư cũng không cho phép các sanh sư chỉ áp dụng cái tiêu chuẩn đó. Thay vào đó, sông cố gắng tạo ra một cái môi trường tu học thuận lợi. Nghĩ cho ra những cái phương pháp tu học có rất là hiệu quả để trợ giúp cho người tu học, không phải chỉ những người có yếu dáng, có hay là luôn luôn có cái năng lực xuất sắc kia, mà kể cả những người có cái năng lực thấp hơn, có cái năng lực ở dưới cái mức level đó mà cũng vẫn tham dự được vào cái dòng chảy tu học của sông. Chúng ta biết ơn điều đó. Có một lần sông phải nói thẳng với các thầy, các sư cô rằng nếu như mà xuất ra lại, phải xuất ra lại, cả làng Mai phải xuất ra lại, mà quý vị áp dụng tiêu chuẩn đó thì phần lớn quý vị sẽ không được xuất ra đâu. Rõ ràng như thế rồi còn gì nữa. Thế giờ sau ở đây đệ tử của sông đông đảo thế, mà sao nhiều vị thầy ở nước ngoài không làm được điều đó? Họ thiếu kém năng lực à? Sự tu học của họ không có tệ giác à? Không đúng đâu. Nhưng bởi vì họ đã vấp phải một cái sai lầm rất lớn là đi áp dụng cái tiêu chuẩn cũ xưa kia. Một người chưa tu học bao lâu thì làm sao có cái nghị lực, cái đạo vị của người xuất gia được? Cái kinh nghiệm để vượt qua khó khăn hay nhận thức được đúng đắn được cái sự nghe lời phải là phải như thế nào, làm sao mà có được? Nó cũng phải cần thời gian, quá trình để tích lũy nó chứ. Thế nhưng mà ta gạt ra ngay từ đầu ở cái mức level đó thì làm sao mà ta có được nhiều người đi xuất gia được? Cách đây nhiều năm, thầy Pháp Hải, một sư anh lớn của đại chúng, có thử làm một cái thống kê xem là có bao nhiêu người đến tu học với tu viện Lộc Uyển đây. Thì được thông qua văn phòng thì được một con số tương đối thôi. Đó là khoảng 42.000 lượt người qua đêm, không tính những người đến ở trong ngày. Tại vì không có cách nào tính được. Và nó đã vào khoảng gấp 6 đến gấp 7 lần so với những năm đầu khi thành lập Lộc Uyển. 42.000 lượt người nó không phải là con số thực đâu. Nó là một con số tương đối thôi. Bởi vì những người đến tu học trong khóa tu 5 ngày thì cũng được tính là 5 lượt. Thế mới tính được tổng cộng. Thế nên nếu mà thực sự những người đến tu học của chúng ta đây trong một năm đó thì nó chỉ vào khoảng 12.000 người thôi. Nhưng vì nó được nhân lên lớp 5 nếu như họ ở 5 ngày, và nhân lên gấp nhiều nữa nếu như họ ở cả 3 tháng. Thế nhưng mà tất cả những cái khoảng thời gian trên đó thì trung bình một năm có người đi xuất gia cũng chỉ vào khoảng 3 người. Có nghĩa là dưới 3 phần vạn, 3 người của hơn 10.000 người. Không phải 3% đâu, 3 phần vạn, ít hơn thế nữa.
Thế mà chúng ta cũng đang được coi là một cái chỗ rất là xuất sắc trong đào tạo cho làm cho người ta đi xuất gia đấy. Lộc Uyển này đang có cái thực tế như thế đấy. Thế nhưng mà chúng ta còn nhăm nhay áp dụng những cái tiêu chuẩn cũ xưa kia, thế thì có khi chả còn được cả ba người nào. Phải vậy không? Theo tiêu chuẩn cũ kia thì ngay cái từ ban đầu nó đã gạt ra 3/4 những người muốn đi xuất gia rồi. Không tham dự được vào cái dòng chảy này rồi. Có thể cả chúng ta nữa. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta áp dụng cái tiêu chuẩn của nhận thức cũ đó, cho dù nó được đóng dấu chứng nhận bởi rất nhiều thế hệ, nó cũng không thích hợp với chúng ta đâu. Bởi vì nó sẽ dẫn đến cho chúng ta một cái kết quả nó đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử của loài người, của các tôn giáo, của các cộng đồng tu học. Một thực tế khó chịu là nếu như một cái dòng tu nào đó, cho dù nó đã từng xuất sắc bao nhiêu, từng nổi danh bao nhiêu, mà nó không có người tiếp nối nó trong hiện tại, thì rồi nó cũng phải đi vào cát bụi mà thôi. Phải vậy không? Đông cũng vậy, mà Tây cũng vậy, ở châu Á cũng vậy, mà ở đất Tây Phương này cũng vậy. Ừ thì đúng là các em đã được sinh ra trong cái hình thức là một thế hệ mới, là đệ tử của chúng ta đó. Nhưng ta có nên dùng cái nhận thức đó chỉ để hạn chế nhìn ngộ trong cách nhìn chúng ta về xem không? Không, không đủ. Vừa rồi các thầy có họp lại nhau, cũng có cái ý định là phải định nghĩa lại cái cách thức làm trụ trì cho chúng. Chúng ta đã có những vị trụ trì từ vài chục năm nay rồi mà. Giờ sao lại phải đi định nghĩa lại cái việc làm đó? Không lẽ những vị trụ trì trước đã làm gì sai lầm ghê gớm lắm sao? Không, họ đã làm rất tốt, xuất sắc cái nhiệm vụ của mình. Thế nhưng vì chúng nó đang mới hơn, có những tâm thức mới hơn, không theo cái thói thường, trên vị chủ tịch cũng phải tự mình và thích hợp hơn với cái đó. Thầy Pháp Dung là một vị chủ tịch xuất sắc ở đây, cho đến bây giờ vẫn được công nhận bởi nhiều người. Thế nhưng thầy cũng chính là người đưa ra cái chuyện là phải định nghĩa lại vị trụ trì là phải như thế nào. Bởi vì rõ ràng chúng có cái nhu cầu đó. Không phải vì những vị trụ trì trước ta được cử ra hay sư phụ được cử ra họ làm gì sai hay vi phạm những gì trầm trọng ghê gớm lắm. Không, vì cái nhu cầu đó. Trên chúng ta cùng nhau làm ra việc đó. Thế như vậy thì khi mà chúng ta đề cử những vị trụ trì mới thì sẽ thuận lợi hơn trong cái việc phụng sự đại chúng, bảo vệ cho chính vị đó. Bây giờ đây, ngay cùng thời điểm này, ở vô số các nơi có vô số các vị có kinh nghiệm làm trụ trì theo kiểu truyền thống. Nhưng ta chỉ sẽ áp dụng được một phần cái kinh nghiệm đó thôi, chứ nó không có không có tác dụng nhiều đâu với chúng ta đâu. Đó. Tăng thân mới hơn. Chúng ta là những thế hệ mới hơn. Đi trên con đường của sư ông, chúng ta đôi khi cũng phải làm giống như sư ông. Phải đục đẽo cho ra cái con đường mới để mà đi. Những trở ngại lớn, những cái thói quen không thích hợp trong tâm thức của chúng ta, của những thế hệ đang sống cùng thời chúng ta, để mà làm được cái giá trị của mình và đi xa hơn nữa.
trong cái thói quen của đạo Bụt, đạo Phật ở Trung Á hàng ngàn năm nay, phần lớn họ họ chỉ xỉn dương cái công tích tu học của người xuất gia thôi. Còn của những người cư sĩ tại gia thì không được chú trọng mấy. Mặc dù họ cũng ra sức truyền tải cái phương pháp tu học cho các vị tại gia. Thế nhưng mà trong lịch sử ghi lại cho đến ngày hôm nay, rất hiếm khi cái sự tu học của các vị cư sĩ được công nhận đúng không? Nó chỉ ở cái mức công nhận của một vài cá nhân nào xuất sắc mà thôi. Và thậm chí phần nhiều trong số đó là những vật hư cấu được xây dựng để có tạo thêm niềm tin. Thế nhưng mà so sánh với 3 phần vạn kia, làm sao mà cái công tích tu học của người xuất gia nhiều hơn công tích tu học của những người tại gia được? Nhiều lắm chứ. Nhiều thế hệ cộng lại. Nếu như ta có một cái cách nào đó để thể hiện nó thành con số cụ thể thì chắc chắn nó phải là một con số khổng lồ, một con số thiên văn. Vậy thì những cái giá trị đó đâu rồi? Xương thì khác. Xương tìm cách xây dựng và công nhận cái giá trị của những người tu học tại gia. Xương xây dựng cái nhận thức, cái sự tu học nó sẽ đạt được thành quả không phải chờ đến khi sau khi có năm sâu tháng dày rồi mới được công nhận. Tại vì trong cách thức cổ xưa kia, họ cứ luôn luôn ấn định rằng cái sự tu tập của người cư sĩ là nó không đáng bao nhiêu đâu. Nó phải nhiều đời, nhiều kiếp cộng lại thì may ra nó mới được một chút chút kết quả. Họ luôn luôn hướng dẫn cái tư tưởng đó để chúng ta cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều kiếp hơn nữa. Còn cái kiếp này thì chẳng có chịu công nhận. Chỉ công nhận cái sự hỗ trợ của họ trực tiếp tới với chùa thôi. Nhưng mà thực trạng thì không phải như vậy. Sư bảo rằng cái thành quả tu học của mỗi người nó ở ngay trong cái giây phút hiện tại đấy. Nó không phải chờ đến kiếp sau đâu. Từ công xuống tìm cách xây dựng cái phương thức để cộng đồng người tu học nó cũng có cái giá trị giữa như nhau giữa người xuất gia và người tại gia. Xuống chuẩn bị cho quý vị cũng có năng lực để trở thành vị tổ trong cái dòng tu đó, cho dù là có xuất gia hay không. Rồi đây, xuống sắp được chính thức người ta công nhận xuống là một bậc, một vị tổ trong dòng tu. Nhưng mà sư ông đã sớm chuẩn bị bảo lãnh cho quý vị cũng làm tổ đấy. Sư ông đã công nhận cái tu học của quý vị rồi. Và nếu như chúng ta tu học thành công trong cái tăng thân của mình, làm hạnh phúc được cả cho mình và cho những người đến tham dự đó, thì quý vị cũng đang có cái năng lực của bậc thầy đó rồi. Sau này lịch sử sẽ ghi danh những cái tăng thân tu học tại gia mà nó có cái năng lực xuất sắc đó. Nó được khởi đầu bởi từ xương bây giờ. Thế nếu như mà chúng quý vị lại đi nhăm nhe áp dụng cái nhận thức cũ về cộng đồng tu học hay cái năng lực tu học của người cư sĩ theo kiểu truyền thống kia thì lại cứ luôn luôn tự mạt nhau rằng là cái tu học ấy nó không bao giờ đủ đâu, công đức nó tạo ra cũng chẳng có đáng bao nhiêu đâu. Và như vậy trong vô tình chúng ta đã tự sổ toẹt cái giá trị tu học, cái thành quả tu học của mình rồi. Nó lớn lắm mà sao lại đi dễ dàng vứt bỏ nó thế được hay bỏ qua nó thế được? Không, nó nhiều lắm đấy. Tôi khẳng định rằng là nó còn nhiều hơn 3 cái phần vạn kia của cái người xuất gia đấy, nếu tổng cộng lại. Nói như vậy,
Rồi để chúng ta thấy cái nhu cầu rằng phải sử dụng một cái nhận thức mới để nhìn nhận về các xem được coi là thế hệ mới của chúng ta. Họ có rất nhiều chất liệu của đồng đẳng với chúng ta, là cùng là đệ tử cùng thời với siêu của chúng ta. Ừ thì nói vui rằng với nhau gọi là họ là sư cháu, sư con. Đúng đấy, bởi vì cái giấy tờ mà ta trao cho họ nó là như thế đấy. Nhưng mà gợi ý cho quý vị một chút để cách để nhìn xem xa hơn về tương lai thì như thế nào là một đệ tử mới. Trong truyền thống, một bậc thầy nhận nuôi đệ tử, rồi vị đợi đệ tử đã lớn lên cũng sẽ nhận những đệ tử mới, và cái thế hệ sau thứ ba đó ừ thì sử dụng cái từ sư cháu so với cái thế hệ trước kia thì đúng rồi. Nhưng mà các xem ta chữ của ta sinh ra thì nó lại mang cái đặc trưng mới. Bây giờ các xem chúng ta nó không phải từ một người cụ thể nào cả, mà sẽ có đến từ tăng thân. Cả tăng thân là bậc thầy của các xem, chứ không phải một cá nhân nào cả. Nó cũng giống như sông diễn giải cái cách nhìn của sông về về thế hệ mới. Cái hệ thống giáo lý tu tập của sông là một hệ thống nó liên quan nhất quán với nhau, chứ nó không phải là một cái gia hàng xén, thấy cái gì hay hay lấp lánh thì nhặt bỏ vào đó. Không, nó có giá trị của một hệ thống tổng thể liên quan với nhau. Trong tuệ giác, sông cho rằng cái sự xuất hiện của vị Bụt trong tương lai nó không phải là một cá nhân, mà nó là một đoàn thể. Vì thế sông cũng chuẩn bị cho chúng ta một cái tư cách để tiếp nhận sự sinh ra của một vị Bụt trong tương lai. Vị Bụt trong hiện tại ta nhìn thấy rồi. Bây giờ vị Bụt trong tương lai thì sông cũng đã có cái sự hướng dẫn ta nhìn nhận như thế. Và sông có cái sự chuẩn bị để cho vị Bụt tương lai sinh ra trong cái tư cách của một đoàn thể. Bởi nếu may mắn, nó sẽ là những cái đoàn thể tu học của chúng ta đây, không kể là xuất gia hay tại gia, có cái tư cách đó. Thế nhưng mà trong giấy tờ thì cần phải ai ký để xác nhận cho xem là đệ tử chứ. Thì chúng ta sẽ cử ra một sư anh sư chị nào đó để ký tên trên cái giấy tờ để chứng nhận xem là một người đã được sinh ra trong cái dòng tu này, thuộc về những cái thế hệ này. Hiện tại thì đang là thầy Pháp Ân với sư cô Trưng Không. Họ chỉ đại diện cho tăng thân thôi. Thế nhưng mà sau khi sư cô Trưng Không hay thầy Pháp Ân ra đi thì sao? Có được tính là một thế hệ mới sẽ sinh ra không? Theo kiểu truyền thống không? Không. Tăng thân sẽ lại cử ra một người khác thay mặt cho tăng thân để chứng nhận cho các xem về việc đó. Và nếu cứ diễn ra như vậy, chắc chắn nó sẽ đi như vậy. Vậy thì phải chờ đến khi nào hết tất cả các chữ pháp, hết tất cả các chữ nghiêm, hết tất cả chữ trời và chữ trăng thì nó mới có thể trên hình thức sinh ra một thế hệ mới cơ mà, phải không? Đừng có nhăm nhe tính bằng cái cách cũ nhé. Cách cũ nó chỉ khoảng 20 năm, 30 năm thôi. Khi một bậc thầy lớn đến mức tọa thì nó có cái nhu cầu phải sinh ra thế hệ mới thôi. Nhưng mà của chúng ta có thể
60-70 năm nữa cơ. Trong tâm chúng ta có rất là nhiều người trẻ của chữ pháp, của chữ nghiêm, của chữ trời, của chữ trăng. Thí dụ như xem trời năm sắc của chúng ta đây, khi mà phải thực hiện cái trách vụ đó cho đại chúng thì có thể là 60-70 năm nữa đấy, dư sức, xem còn trẻ lắm mà. Và nó cũng không phải là cái mức cố định nữa. Rất có thể có một người nào đó trong tăng thân có cái năng lực chỉ giữ cái thân thể này một cách tuyệt vời hơn nữa cho đại chúng, thì rất có thể nó còn được đẩy xa hơn thế nữa. Phải vậy không? 20-30 năm kia không nhầm nhò gì so với cái năng lực của chúng ta. Còn hơn thế nữa, các xem của chúng ta sinh ra với một cái nét đặc trưng không thể dùng cái cũ để nhìn nhận được. Có những cái tiêu chuẩn cũ nó được áp dụng cho đến ngày hôm nay. Có một buổi nào vợ sẽ chia sẻ với quý vị thú vị về những chi tiết đó. Cái đoàn tàu hỏa nó là một cái thứ quen thuộc với chúng ta rất nhiều mà, phải không? Ngày xưa người ta làm ra nó trên cái hình thức để vận chuyển nó như thế này này. Một cái đoàn tàu như thế này, một cái toa tàu nó như thế này, nó được vận chuyển bởi những cái trục bánh xe ở phía dưới, nó ở cái vị trí này này. Ô, vẽ không đẹp lắm đâu, quý vị tự mình hình dung nó đi. Rồi cái toa đằng trước nó cũng vậy. Rồi toa sau thì nó cũng như vậy nữa. Nó kết nối với nhau ở chỗ cái điểm này này, hoặc ở dưới này một chút này. Và nó dựa như thế để chuyên chở chính nó và những người khác, những vật thể khác. Cái sự kết nối với nhau nó xuyên qua cái chỗ này này, đằng trước nó nữa này. Như bây giờ đoàn tàu mới, với những toa tàu mới, người ta sử dụng cái cách thức khác. Cái sự kết nối giữa các toa tàu với nhau nó không phải ở đây nữa, mà nó ở đây này. Cái trục bánh xe được đặt ở đây và ở đây. Cái toa trước cũng vậy. Trục bánh xe nó được đặt dài ở đây. Cái phần trợ lực kết nối với nhau nó sẽ ở đây. Thực sự mà nó kết nối kéo nhau đi là ở chỗ này. Toa tàu trước cũng vậy. Toa tàu sau cũng vậy. Và nếu có toa tàu sau cũng theo cái cách thức đó. Sự liên kết với nhau, nó với nhau khác hẳn cái cách thức này. Cái trục bánh xe này nó chỉ phải chịu đựng trách nhiệm chuyên chở cho chính cái toa đó thôi. Nhưng mà trục bánh xe này nó sẽ phải có trách nhiệm chuyên chở, không phải chỉ cho chính cái toa tàu trên mà cả toa sau, toa trước, toa sau nữa. Và dựa vào cái cách đó nó hoạt động nhuần nhuyễn và nó sử dụng được với tốc độ cao hơn rất là nhiều. Nó cũng là bên trong ta sẽ nhìn thấy nó cũng rất có thể giống nhau. Nhưng mà cái bản chất để đi tới của nó khác. Sự an toàn của nó phụ thuộc cả vào toa trước lẫn toa sau. Nó mà để cho mất cái kết nối này thì nó không đi tới được. Ở đây nó mất kết nối thì nó vẫn đi tới được.
Các chị em của chúng ta sinh ra nó có một cái mối liên hệ như vậy đó. Họ có rất nhiều cái năng lượng của xương, có rất nhiều cái cách thức tư duy của xương. Họ được sinh ra trong rất nhiều cái niềm tin gác vào xương. Chúng ta định sử dụng những cái tiêu chuẩn này để nhìn về toa tàu này là không được. Cái độ cong mà cái con tối thiểu mà con đường này sử dụng, con tàu này nó sử dụng nó khác với cái độ cong tối thiểu mà cái đoàn tàu kia nó đang sử dụng. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là phải chỉnh sửa cái nhận thức của mình để có thể được nhìn thấy được sư em của mình trong bản chất của nó. Có thể không thấy hết được đâu. Với thời gian ta lại phải chỉnh sửa nữa. Giống như nhiệm vụ của bậc vị thầy trụ trì kia đã làm rồi, làm xuất sắc rồi. Thế nhưng mà vì hoàn cảnh nó khác, lại phải tự mình có cái nhu cầu phải xây dựng một cái nhận thức khác về chính cái vị trí mình đã làm đó. Không phải vì ai đã làm sai hết. Không phải vì người đó đã làm sai cái điều gì. Mà bởi vì cái nhu cầu của hiện tại để làm điều đó. Và đặc biệt là khi mà chúng ta có rất nhiều cái điểm mấu chốt để mà cần thiết làm điều đó. Sương đã đi trên con đường mới. Cái nhu cầu để áp dụng những cái tri thức mới, nhận thức mới, nó cũng rất là nhiều. Nó đã được thừa hưởng cái năng lực đó từ Sương. Giờ đây, chúng ta càng thấy rõ hơn bao giờ hết cái nhu cầu đó. Chúng ta trao cho chúng ta cái trách vụ đó. Chúng ta đã làm được một phần cái chuyện đó rồi. Nó tạo thêm niềm tin cho chúng ta. Ngày xưa, nhiều năm trước, có một thầy cũng là đệ tử sông, một sư em trẻ. Cũng là thầy tỳ kheo rồi. Nhưng mà cứ nhất thiết, cứ bám lấy pháp hội để hỏi. Thế sau thời của sông thì nó tăng toàn nó sẽ như thế nào? Ai sẽ tiếp nối sư ông? Sư ông tuổi lớn vậy rồi, bây giờ phải chuẩn bị đi chứ. Câu hỏi này rất thông dụng. Nhưng đối với sư em đó, nó trở thành một cái nhu cầu cấp thiết. Hội lúc đó trả lời cho vị thầy đó là sau khi sư ông thì nó vẫn tiếp tục thôi. Nó không chấm dứt đâu, nó vẫn tiếp tục thôi. Nhưng xem hỏi, nó phải tiếp tục như thế nào chứ? Xem muốn một cái câu trả lời cụ thể. Hội lúc đó không có đủ năng lực để trả lời cụ thể nó là như thế nào. Tiếc quá. Bây giờ xem nó không còn ở trong chúng nữa. Tại vì thiếu vắng cái niềm tin là chúng nó làm được cái sự tiếp nối của xương. Thì bây giờ rõ rồi. Ngày xưa sư ông làm thế nào thì bây giờ chúng vẫn làm thế. Các khóa tu vẫn được tổ chức. Giáo lý để chia sẻ với những người đến đây tu học nó cũng vẫn thế. Cái năng lực, năng lượng để chúng ta xây dựng nó phần nhiều nó cũng vẫn thế. Các đời xuất gia vẫn tiếp tục được xảy ra. Sự tiếp nối rõ ràng được khẳng định rồi. Trong hình được rất khá mới. Đoàn tàu đã được sử dụng cái hình thức mới. Thì cái nhu cầu đó giờ đã được khẳng định rồi. Vấn đề chỉ còn lại là cái thói quen của chúng ta thôi. Thói quen áp dụng những cái thứ gì dễ dàng được khẳng định. Không cần phải đục đẽo bớt đi những cái tảng đá trên con đường đi của mình. Nó dễ dàng lắm. Nó có khó khăn đấy, có thể.
nhưng mà chả thấm béo gì so với cái mà chúng ta phải đối diện. Một vị thiền sư phần lớn theo cách của họ không chỉ là chỉ dạy cho đệ tử những cái cách mà thế hệ trước đã làm, họ ưu tiên dạy cho đệ tử những cái cách mà họ chứng nghiệm. Cho nên không có một vị thiền sư nào giống với thiền sư nào, cho dù là sống cùng thời. Cho nên khi mà ta đã đọc những cái điển tích về các vị thiền sư trong quá khứ rồi đem nhăm nhăm áp dụng vào đây là không được. Ngày trước tao cũng trong quá trình mới đầu bắt đầu tu, kể cả khi chưa tu nữa, tôi cũng thích đọc điển tích về mấy cách hành xử của mấy vị thiền sư lắm. Nó hấp dẫn vô cùng, cách hành xử của họ nó rất đặc biệt là các vị thiền sư ở phương Đông. Họ ngầu lắm. Ta cũng muốn nhâm nhẹ áp dụng nó đấy. Nhưng mà nhiều khi ta bị hớ đấy. Sư ông đã khác với tất cả các vị thiền sư trong quá khứ. Các danh sư trị lớn của sư ông đã được nhiều lần có người may mắn được nghe sư ông khẳng định rằng cái sản phẩm đắc ý nhất mà sư ông công hiến cho cuộc đời này nó không phải là tuệ giác của sư ông mà chính là cái tăng thân người xuất gia của sư ông đó. Tăng thân ở đây cũng phải bao gồm cả các vị cư sĩ xuất gia nữa. Cư sĩ tại gia nữa, xin lỗi. Mọi công sức của sư ông được dồn rất nhiều cho việc đó. Xây dựng một cái tăng thân có giá trị, chuyên trò được cái giá trị của sư ông, nhận thức của sư ông. Tăng thân các vị xuất gia tại gia cũng đều được chuẩn bị như vậy. Lúc còn trẻ phải khâm phục một cái thương khâm phục cái hành xử mà được mô tả trong điển tích của vị thiền sư, rất có thể chỉ là hư cấu thôi. Có một vị thiền sư dạy chúng và rất là thương yêu đệ tử của mình, cái năng lực ôm ấp của vị đó rất là lớn. Có một vị đệ tử rất là chướng, nó sống hạnh phúc lắm với chúng, nó gây ra quá nhiều chuyện cho đại chúng, đến mức chúng mà mất hạnh phúc rất là nhiều, khó khăn rất nhiều trong việc tu tập chung với vị đó. Đến lúc mà nhiều lần các đệ tử phải họp nhau lại để trình với vị thầy của mình, cái vị đó khó quá. Một lần, hai lần, nhiều lần. Nhưng vị thầy đó không thay đổi. Không chịu nào. Vẫn cứ muốn ôn ấp cho bằng được cái vị đệ tử đó. Để muốn thể hiện cái lòng yêu thương không giới hạn của mình với vị đó. Thậm chí đến lúc sau này các vị đệ tử phải thú thiệt rằng nếu mà thầy còn làm như thế thì chúng con sẽ phải bỏ đi thôi, không thể chịu đựng được nữa. Vị thầy đó nói cái kiểu thiền sư, quý vị đi hết cũng được, để tôi ôm ấp cái người đó cho. Nhưng mà coi chừng, ngưỡng ngộ bao nhiêu đi chăng nữa mà tính áp dụng trong chúng, coi chừng đó. Chúng không hề áp dụng cái tiêu chuẩn đó đâu. Kẻ nào mà gây tác hại quá nhiều
cho chúng xuất gia tu học của sư ông, thì cho dù là đã từng là đệ tử của sư ông cũng không được hưởng cái sự đối xử đó đâu. Sư ông sẽ loại trừ đấy. Phải không? Sư ông đã từng làm không phải chỉ một lần cái chuyện đó đâu. Phổ đã phải mất rất nhiều lần để mà đi loại trừ. Nó đích xác ra là để tiêu hóa được những cái nhận thức cũ mà Pháp Hội có trước khi đi xuất gia hay trong quá trình lớn lên đó, để mà thích ứng với thực tại của lần mai là mình đang sống trong trong nó. Cần một cái sự trôi chảy làm mới nhiều hơn. Cho nên Pháp Hội cũng giờ dần dần cũng không còn tự hào quá nhiều về cái hiểu biết về về truyền thống của mình nữa. Vẫn công nhận giá trị của nó, nhưng lại thấy rõ rằng là mình đã phải rất là nhiều lần bỏ nhiều công sức để gác qua một bên những cái nhận thức có vẻ rất là tuyệt vời kia để tự mình khai phá một cái nhận thức mới. Nó mang dấu ấn của sư ông để sử dụng cho chính mình và cho các xem mới của mình. Và với như thế, Phổ sẽ có cơ may tiếp cận được những cái giá trị của thế mẹ mới nhiều hơn. Phổ không có cái nhu cầu phải gọi các xem là sư cháu, sư con. Phổ nhìn nhận đó là sư em của mình, đích thực của mình. Nó không bắt buộc những người khác phải theo như vậy. Bởi vì trên giấy tờ có thể nhìn thấy cái sự thật đó. Nhưng mà trong cuộc sống nhiều lần cái giá trị thể hiện của giấy tờ nó không đủ để chuyên trở thực tại. Kinh vô tự kia vẫn có nhu cầu sử dụng trong nhiều đời, nhiều thế tu. Bây giờ trong những cái buổi lễ truyền năm giới cho các vị thiền sinh Tây Phương, trông bỏ cái phần quy tam quy ra, thường cái phần nội dung năm giới thôi. Nếu theo cách nhìn cũ thì chúng ta bảo rằng những vị đó không phải là đệ tử của Bụt đâu. Họ chưa từng quy y với Bụt mà. Nhưng mà đối diện với 50 năm giảng dạy ở đất Tây Phương của sư ông, có ai dám bảo rằng đó không phải là những đệ tử đích thực của Bụt không? Thực tại nó khác với cái thứ giấy tờ cho dù là quan trọng như điệp hộ giới kia. Ví dụ như Pháp Hội đây chưa từng thọ năm giới của sư ông. Không phải là tam quy nữa mà cả là năm giới nữa. Vội thọ năm giới ở một chỗ khác với đầy đủ tam quy ngũ giới. Thế sau khi xuất gia với sư ông rồi, Phổ thấy cái nhu cầu bây giờ mình phải làm sao để mình cũng thuộc về chữ tâm mà vốn rất có nhiều người tự hào kia. Tâm là ở đây trong chỉ cái lòng truyền thừa của sư ông đó. Thế sư ông bảo, con lấy bút viết thêm vào lại rồi. Thế là một sư anh giúp Pháp Hội viết cái chữ tâm ở đó trong điệp hộ giới của Pháp Hội. Thế giờ đây có ai tính dựa vào cái chi tiết đó để tính rằng Pháp Hội không phải là đệ tử chính dòng của sư ông không? Những cái giấy tờ nó chứa đựng những cái tiêu chuẩn không bao trùm hết được thực tại. Và sau này nữa cũng vậy.
những cái giấy tờ mà ta trao cho các CM đó nó không chuyên chở được hết, không đảm bảo cho chúng ta được một cái nhìn chính xác về tư cách của các CM. Sau này rất có thể chính chúng ta hoặc chính các CM hoặc các thế hệ sau nữa họ sẽ tìm cách để làm sao để cái giấy tờ đó nó càng ngày càng chính xác hơn. Ngày xưa ông đã chấp nhận pháp hội đi xuất gia mà không cần phải một mẩu giấy tờ có giá trị nào hết. Lúc đó pháp hội đến làng Mai với không có một mẩu giấy tờ nào có thể sử dụng được trong tay, nhưng mà ông vẫn chấp nhận. Ông gác tất cả mọi thứ qua bên để chấp nhận. Dạ, cảm ơn sư chị. Thế nếu như mà sông chỉ dựa trên giấy tờ thì lịch sử đã thay đổi. Giờ đây vợ không được đứng đây nữa. Nhưng thực trạng là vợ đã đang đứng đây. Tấm lòng bao dung của sông thật là lớn. Khi nói về sông, nó có rất là nhiều chi tiết thú vị để khai phá, theo chân sông để khai phá những cái vấn đề mới trong tâm thức, thật sự là tuyệt vời. Giờ đây sắp đến ngày giỗ của sông rồi. Chia sẻ những cái gì thuộc về sông thật sự là luôn là thú vị. Và quan trọng hơn cả là chuyển hóa được những cái nhận thức của mình để làm món quà cúng dường về sông. Nó mới là cái hiện vật không hình tướng nhưng mà có giá trị cao nhất. Không kể là chúng ta có mặt ở Việt Nam trong buổi lễ đó hay không, bởi vì cái giá trị đấy nó xuyên suốt. Ngày xưa cho đến bây giờ vẫn truyền lại cái nhận thức của một bậc thức giả để nhìn về thế hệ sau. Bụt tuyên bố rằng ta là Bụt đã thành, chúng sinh sẽ là những vị Bụt sẽ thành. Một cái nhìn đồng đẳng, mặc dù Bụt có tuệ giác siêu phàm. Sông diễn giải cái chữ đệ tử, vừa là con, vừa là em của mình. Chữ đệ tử nó có từ xa xưa rồi, cách diễn giải đó nó cũng không mới, nhưng sông chọn nó để áp dụng cho cái nhận thức của mình và của các thế hệ sau, để nhìn nhận người thế hệ sau không thua kém gì mình. Vậy chúng ta chỉ chuẩn bị cái nhận thức nào để nhìn về các thế hệ mới của mình vậy? Tại sao cứ nhăm nhe sắp mình ở cái thế hệ trên cho các em vậy? Có thể những cái lo ngại rất chính đáng rằng khi mà ta coi các em là người đồng đẳng với mình thì khó dạy bảo nó hơn. Nó chỉ muốn nghe lời sông, không muốn nghe lời các anh chị. Rất có thể nó xảy ra chuyện đó. Nhưng mà luôn luôn nó sẽ là số ít trong chúng, thậm chí là số ít trong số tổng số các CM nữa. Với chừng năm đó năm tu học, với cái kinh nghiệm của mình, mà còn không thu thập được nó sao? Chứ sức chứ. Kem nó có quậy hả? Nhầm nhò gì chứ. Mấy ông danh sư chị quậy mới là thứ ghê gớm kìa. Khi mà họ phát chướng, họ nổi điên lên, họ quậy thì nó mới là thứ đáng ngại chứ. Năng lượng trong tâm thức của họ nhiều lắm. Năng lượng tâm linh của họ cũng mạnh mẽ lắm. Họ mà quậy mới là thứ nát trời đất. Trong chúng ta đều có kinh nghiệm đó luôn mà, phải không? Các em quậy thì nhầm nhò gì, còn chưa lay lung lay được cái cọng rễ nào của tăng thân. Phật có hứng thú quá để chia sẻ trong cái lĩnh vực này, nó có nhiều chi tiết hay để chia sẻ với quý vị. Phật tự ấn định với mình là nếu có chia sẻ thì cũng thường chỉ dưới một tiếng thôi. Nhưng mà hôm nay sao nó khó quá.
sám hối với quý vị. Cái con đường của Sư nó thực sự là nhiều đại đạo, nó cho chúng ta một cái khả năng, một cái niềm tin để khai phá và nhìn nhận lại. Nó tăng cường thêm cái năng lực xuất sắc của người tu thiền là chuyển hóa được tâm thức của mình, chuyển hóa được tâm thức của những người khác nữa. Khi mà Phổ nhìn thấy cái giá trị của cái từ điển Làng Mai, thì Pháp Hội có thể mạnh dạn hơn để mà điều chỉnh cái tâm tư sai lầm của một vài sư em nào đó trong chúng. Là đệ tử của sư ông thì có nhiều cái sự tự hào lắm. Có một số sư em nó không chịu chấp nhận các vị đến từ cái xuất gia từ truyền thống khác, mà khi sau rồi gia nhập chúng là như là một sư anh sư chị của nó. Nó không coi rằng những vị đó sẽ có sự tương yêu đích thực với nó, dựa trên cái sự khó khăn cá nhân của nó mới như chị đó, hoặc thậm chí cả người không có cái mối khó khăn cụ thể nào, nhưng vì bị hạn chế bởi cái nhận thức cũ kia, nó không chấp nhận được các vị đã đến với sư ông, cho dù được sư ông tuyên bố rằng là họ cũng là đệ tử của sư ông, vội phải đến phải giải thích. Bởi vì lúc đó đang ở trong cái chúng Pháp Hội có mặt. Tôi phải khẳng định với xem nó. Không, sư ông cũng công nhận vị đó là đệ tử của xem đó. Sư ông cũng trao cho vị đó cái tư cách của sư anh để mà truyền dạy cho các em đó. Tại sao em lại không chấp nhận? Sư ông chấp nhận cơ mà. Nó không thấy được cái bản chất rằng cho dù là không phải là người xuất gia trực tiếp với sư ông, nhưng mà đã làm được rất là xuất sắc trong việc tu tập chuyển hóa theo phương cách của sư ông. Và nhiều vị trong số đó đã trở thành một sư anh, những sư anh sư chị xuất sắc trong chúng, và đều vẫn được chúng tin tưởng giao cho việc đứng đầu một cái chúng nào đó. Rồi Pháp Hội lại phải đi chạy ngược lại cái vị sư anh mà bị đứa em nó coi thường rằng là không phải là sư anh của nó. Pháp Hội phải trích ngừa cho vị đó rằng là không, này, đừng có cho rằng là vì sư em nó không coi thầy là sư anh mà thầy coi rằng là chúng có cái sự phân biệt đó. Không, đường hướng của chúng nó không đi theo hướng đó. Cái sự yếu kém đó là của riêng sư em đó thôi. Khi nhìn theo cái năng lực mới, theo cái nhận thức mới đó, Phụ có năng lực dẹp loạn trong tâm thức của mình, mà dẹp loạn được cả trong tâm thức của những người khác nữa. Thì giờ đây để cùng nhau tỏ lòng biết ơn sư ông, chúng ta nhìn lại cái sự nghiệp đó. Có sẽ phải nhiều buổi nữa chia sẻ về cái vị trí của các vị trong tăng thân tại gia, về trong cái dòng chảy đã được phát triển của sư ông. Sư ông đã về Việt Nam để ra đi ở đó. Một cái vòng tròn tuyệt vời của 54 năm giảng dạy ở nước ngoài. Một cái vòng tròn chứa đựng rất nhiều cái thành quả tu học. Bây giờ phải đem tất cả nó lại về cái chỗ từ không có gì để mà ra đi. Một hành động thật là tuyệt vời, có nhiều ý nghĩa. Là để sông thực hiện lời hứa với thầy của mình khi ra đi là con sẽ về. Một lời hứa mà khi thực hiện nó trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn bao giờ hết. Có những con người có những cái tình nghĩa với nhau nó bất diệt và xuyên suốt thời gian. Có những lời hứa không bao giờ là trễ khi mà thực hiện được nó, cho dù là với bao nhiêu thời gian.
có những lời hứa nào. Có những lời hứa nào của chúng ta với vị thầy của mình không? Có lời hứa nào để mà cần rất nhiều thời gian để thực hiện không? Chúng ta có cái năng lực nào để biết chắc rằng các sĩ em mà ta coi là đệ tử đó, nó sẽ thực hiện lời hứa đó với mình không? Chúng ta không cần phải nhìn vào mắt nhau hay nhìn vào đâu để có được câu trả lời đó. Giờ đây chúng ta có cơ hội để xác định lại cái nhìn nhận chúng ta về những thế hệ mới. Quý vị không nhất thiết phải đi theo cái nhận thức này của Pháp Hội. Rất có thể quý vị phải tự mình khai phá cái áp dụng mới. Mười mấy năm trước khi còn ở Hamilton, chúng ta trước khi còn khi về lại hoạt động ở Việt Nam, chia sẻ tu học ở Việt Nam, có một cặp đôi sắp đến sắp làm đám cưới đến hỏi Pháp Hội về cách nào để giải quyết cái khó khăn khi mà họ chờ làm đám cưới với nhau. Họ hàng cha mẹ cho rằng họ không thích hợp tuổi tác với nhau. Ở chỗ châu Á nó có cái truyền thống đó. Phôi suy ngẫm một lát rồi bảo họ, này, cái giấy tờ khai sinh của họ, của vị quý vị nó có chính xác không vậy? Dựa vào tuổi tác để tính hợp không hợp trên đó nó có thích hợp không vậy? Họ nhận ngay ra vấn đề. Họ thông minh lắm, hiểu ngay ra cái giải pháp để có thể giải quyết được cái vấn đề đó. Tại vì ngày xưa ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước châu Á, cái chuyện dựa trên giấy tờ để nhận ra tính cách của hay là phương thức tương lai của một con người là chuyện quan trọng lắm. Bói toán tính đếm cái ngày sinh nó quan trọng lắm, nó còn đến tận quan trọng đến tận bây giờ nữa. Thế giờ họ chạy về hỏi lại cha mẹ xem thực ra ngày sinh nó có phải ở chỗ đó không? Ngày xưa ở nông thôn, đôi khi cha mẹ cũng chả quan trọng đến cái chuyện khai sinh, làm giấy tờ khai sinh cho con nó chính xác là ngày nào. Họ tính trên một cái bộ lịch khác. Và thậm chí sinh ra con xong họ cứ để kệ nó vài năm sau mới có giấy khai sinh. Đôi khi quên bén mất là cái ngày thực sinh của nó là thế nào. Thật là tuyệt vời, cặp đôi đó đã hiểu ngay ra vấn đề và họ giải quyết được cái chuyện của họ với hai họ. Bà và vợ cũng nói, giấy khai sinh của ông cụ là không có chính xác đâu. Thậm chí nó lệch tới cả năm nữa, cả một năm nữa. Tích độ tuổi hay tính cách của ông mà dựa trên giấy tờ thì nhầm to. Nhưng mà đối với ông chả có thành vấn đề, tại vì ông cũng có cái khuynh hướng tư duy khoa học một chút và ông cũng có một chút địa vị trong xã hội, cho nên không có phải chịu đựng cái đó. Nhưng mà cẩn thận, các vị trẻ cặp đôi bây giờ mà tính sử dụng cái cách đó thì có thể vấp té lộn nhào đấy. Bởi vì giấy khai sinh bây giờ nó tương đối chính xác, dùng cách đó không được đâu. Phải tự mình nghĩ cho mình cái cách mới đi. Nó giống như
Ở đấy Pháp Hội không khuyến khích cái chuyện mà quý vị đang suy nghĩ đâu nha. Nó đang giống như một vị bác sĩ phải nói với cái người trọng bệnh một cách rất là khác để cho họ có thể có được cái cách giải quyết tốt nhất khi đối diện với bệnh tật. Ở đây nói một quý vị phải hiểu hai nhé. Như vậy để chúng ta tóm lại, nói dông dài như vậy là để chúng ta có cái ưu tiên sử dụng những cái nhận thức cho nó thích hợp nhất. Đừng lạc vào cái chuyện tranh cãi đúng sai, bởi vì những cái phương pháp cũ, những nhận thức cũ rất có thể nó đang rất là đúng. Chỉ có điều nó có thích hợp với chúng ta hay không mà thôi. Chúng ta vẫn đang được ở trong cái vòng bảo hộ của xương đấy. Sự trợ vẫn tiếp tục cái sự nhận cái sự trợ giúp của xương đấy. Không phải vì xương ta đi rồi mà nó biến mất đâu. Các xương của chúng ta nó có cái năng lực để thực hiện lời hứa của nó với mình đấy. Nó có cái năng lực để làm rạng danh chúng ta đấy. Nó sẽ có cách để làm cho người ta phải nhìn nhận nó là đệ tử đích thực của sông theo cái cách của nó đấy. Chúng ta hãy biết ơn điều đó đi. Và như vậy chúng ta đồng thời khi mà nó thực hiện được cái lời hứa đó thì đồng thời nó cũng là làm rạng danh cho chúng ta đấy. Bởi vì chúng ta là cái thế hệ trung gian tiếp nối giữa cái sự xuất hiện của sông của chúng ta rồi sang những thế hệ sau theo đúng cách mà sông. Trong cái bài kệ mà Phổ Hội trình lên sông lúc nhận đền truyền đăng, Phổ Hội có xác định với sông rằng bước chân Thầy trong con đường nào cũng tới. Hội sẽ giữ cái nhận thức này của mình với sông cả cuộc đời. Đó là lời hứa của Pháp Hội với sông. Hội sẽ dành cả cuộc đời này để thực hiện nó. Và lời hứa của các xem mới xuất gia đó để thực hiện cái con đường khẳng định tư cách của mình. Nó cũng có rất nhiều cơ hội để thực hiện, cho dù là nó cần 6-70 năm hay hơn nữa để thành. Và tất cả chúng ta có thể lại giống như sư phụ của Sương, giống như chính Sương, đến cái kết thúc của đời mình rồi mới làm được chuyện đó. Phần lớn trong chúng ta đây sẽ không có mặt khi mà các em hoàn thành được cái lời hứa đó đâu. Mấy ai chúng ta có được 6-70 năm nữa để hiện diện trên cuộc đời này. Và lời hứa của Sương với Thầy của mình nó cũng ở trong cái quan hệ cá nhân với cá nhân. Lời hứa của Phổ Hội với Sương nó cũng ở trong quan hệ cá nhân với Sương cá nhân. Nhưng lời hứa của các xem nếu được thành lập nó sẽ ở trong tư cách của cả một nhóm người với đối tượng là cả một nhóm người. Một lần nữa nó lại mang dấu ấn của Sương. Sương vẫn hiện diện ở đây đấy. Chúng ta hãy biết ơn điều đó đi. Biết ơn các xem của mình. Họ sẽ chuyên chở chúng ta đi một cách rất... Cái lời thực hiện của họ, khi mà nó được thực hiện thì nó sẽ trở nên huy hoàng hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ được ăn ké cái điều đó. Thực sự là biết ơn. Cảm ơn đại chúng đã kéo quá dài rồi. Hơn 20 phút so với định lượng của Pháp Hội rồi.
sám hối với quý vị. Nhưng mà nó cũng vì có quá nhiều điều thú vị để chia sẻ. Thực ra là quý vị cũng có tự mình khám phá được nhiều điều còn thú vị hơn nữa. Mà chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đó với tư cách không phải chỉ của một người. Chúng ta sẽ thành những người đệ tử rất là xứng đáng của Shum. Không cần phải tự ti về cái tư cách một nửa đệ tử của mình, một nửa người thầy của mình đối với các sen. Cảm ơn đại chúng.